Xin chào các bạn, thì hôm nay mình làm một cái view clip về cái trải nghiệm bản thân của mình. Hôm nay thì mình đi phải không phải nói hôm nay nữa mà là nói về mấy ngày trước. Thì mấy hôm trước mình có một chuyến hành trình nó cũng khá là dài dài đối với bản thân mình. Đó là những trải nghiệm mà đầu tiên khi mà mình cầm ô tô mình đi một cái quãng đường là trên 150 mét mà đi cao tốc rồi đi những cái con đường mà rất là lạ. Tại vì khi mà mình đi mình sử dụng xe hơi đó thì chạy nó khác xe xe máy, với lại những cái lực ở trên đường đối với xe hơi nó cũng khó khăn hơn đó. Thì qua 2 lần chạy vô cao tốc rồi thì mình cũng có một vài cái điểm chia sẻ với các bạn, những cái bạn mà mới vừa chạy xe. Thì vừa lúc nãy đây thì có 2 chiếc ô tô, thì theo mình nghĩ là những bác tài này người ta chạy cũng lâu lâu rồi chứ không phải là mới chạy đâu. Vừa chạy ra tới ngay chỗ trạm thu phí là công an bay ra hốt liền đó. Thì lúc đầu thì mình cũng tưởng đâu là hốt mình không á chứ, tại vì mình mới chạy lần đầu tiên cho nên là vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Với lại là hôm nay mà mình đi thành phố thì hồi hôm cái clip mà hồi bữa lần đầu tiên mình làm cho các bạn là cái kinh nghiệm của người mới á, thì hôm nay đó là mình chạy trực tiếp vào từ ở Võ Văn Kiệt mà cho tới đường này là đường Nguyễn Văn Trỗi luôn, ngay chỗ BMW Motorrad nè. Thì lát nữa đây mình sẽ vào và đặt cọc chiếc BMW S1000. Thì sau khoảng chừng nửa tháng nữa thì mình lấy xe mình sẽ làm video clip để review chiếc xe cho các bạn xem ha. Còn hôm nay thì mình đang ở đây đang chuẩn bị đặt cọc, tại vì ở dưới Bến Tre đó thì tranh thủ chạy lên. Tại vì nếu mà đi trễ là công nhân với lại đường nó hơi kẹt xe mà mình thì mới chạy. Nên là đi sớm, tranh thủ đi sớm cho nó dễ chạy tí. Thì có một vài cái chia sẻ với là những cái bạn mà mới vừa chạy vào cao tốc thì không biết có đúng hay sai, thì những cái anh mà chạy xe rồi quen rồi đó thì có thể là chia sẻ thêm ở dưới phần comment ha. Thì mình chạy vào cao tốc đó thì nó có những cái đoạn mà tốc độ người ta quy định ở dưới đường, rồi tốc độ ta quy định ở trên cái bảng tốc độ, mà nó hơi hơi ngáo ngáo một cái là cái bảng mà điện tử nó mới vừa hiện lên là cho chạy 120. Thì chạy tầm khoảng được khoảng mấy chục mét thôi cái bắt đầu là có cái bảng ở cái ven đường đó các bạn, là ghi là còn được khoảng 100. Thì chưa đầy 50 mét sau nữa là có cái bảng nữa ghi 80, rồi cũng y như vậy luôn cái là 60 đó. Thì cái đoạn mà chuẩn bị mà kết thúc cao tốc thì nó có một cái chỗ giống như vậy, ba cái biển, xong rồi vừa hết cái bảng 60 bắt đầu ở dưới cái đường đó, nó cho mình chạy 80 đó. Thì khi mà những bạn mà mới chạy mà không quen á, vô đó mình không để ý, mình cứ đạp 80 80 100 đều á, thì vô tình những cái chỗ đó nó có bắn tốc độ. Với lại ở cái mé trên, những cái khúc mé trên nó có mấy cái cây chìa ra rồi nó có cái camera đó, thì đối với bạn nào ví dụ như mình vượt xe thì mình xi nhan qua đường thì chắc không sao, nhưng mà khi mà mình vô ý mà mình chạy mình cán vạch mà mình không xi nhan hết là lên đây là nó lụm mình liền. Ngay chỗ kết thúc cao tốc đó các bạn. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái trải nghiệm ô tô mình đi hôm nay. Thì hôm bữa đó mình chạy về Bến Tre thì hôm nay mình chạy lên và đang có mặt ở ngay chỗ BMW Motorrad để tiến hành là đặt chiếc BMW S1000RR. Thật sự ra thì mình cũng không có hít xì bọt lắm, là tại vì mình đi hai nhiều, nhưng mà do là cái vấn đề đặc biệt cho nên là giờ mình kêu là thôi giờ trong các dòng xe thấy không có cái nào mà ok hết, chỉ có BMW này thì thấy nó cũng khá là tốt về công nghệ với lại kiểu dáng, yên làm sao thì cũng bự chứ không có nhỏ, nhưng mà mình không thích ở cái vấn đề là yên nó chia ra làm đôi á, thì ngồi người trước với người sau nó không có được gần nhau, rất khó chịu. Hết là mình vợ chồng á chứ vợ bộ bồ bịch rồi là ngồi xa lắm các bạn, ngồi xa cả hước luôn á, mà đi một cái quãng hành trình dài mà hai vợ chồng ngồi cách xa nhau, tại vì nếu mà ở đằng sau mà ngồi đè lên người đằng trước á thì người đằng trước chạy không được, rất là khó chịu. Hôm nay thì không có review về xe mô tô ha, đó đây nè quá trời xe, chỉ nói về xe xe ô tô thôi. Rồi còn cái trải nghiệm mà khi mà đi vào trong đường thành phố, thì các bạn nào mà mới mới mà chạy đường phố á,
Thì cái canh lề thì cái không nói rồi, nhưng mà ví dụ mình đang chạy ngã tư đúng không, thì nó có những cái cua, gọi là cái cua đó, thì khi mà vừa hết đèn xanh đèn đỏ mình chạy, tức là mình đang chạy làn giữa mà các bạn, thì cái cua thường thường mình đánh lái nó sẽ lệch lệch về cái hướng bên tay trái. À, nó có ba làn ha, ví dụ như ba làn đi, mình đang chạy làn giữa, cái tự nhiên cái mình lên qua ngã tư bên đây, mình không xi nhan mà mình chạy vô cái làn thứ làn bên tay trái, trong cùng bên tay trái, thì vô tình là các bạn đã phạm vô cái lỗi là lấn lên lấn lên nhưng mà đáng lẽ là các bạn phải xi nhan vô đó. Hồi nãy mình chạy là công an nó đứng nó dòm chăm chú, nó dòm dữ lắm các bạn, nó coi thử coi là mình có chạy qua làn bên kia không, nếu mà mình chạy qua lên kia là nó nhảy lên là nó dí theo, nó bắt tội lấn tiến liền đó. Cho nên là khi mà mình chạy lên giữa thì mình qua bên đường mình cũng vẫn phải chạy lên giữa, chứ không phải là mình qua bên lane này lane nọ. Thường thường các bạn thấy là ở cái khoảng giữa của đèn xanh đèn đỏ người ta sẽ không có phân làn đó, không phân làn thì chạy có nhiều khi đánh qua bên làn khác mà không xi nhan. Còn cái vấn đề nữa đó là khi mà chạy vô trong thành phố có nhiều chỗ người ta cấm đậu xe đó, cho nên là những bạn mới mà mình vào thành phố rất là ngại, và ngay bản thân mình thì mình ngại lắm, chạy thành phố không biết chỗ nào đậu được chỗ nào không đậu được, nhiều khi thì đậu vô chút xíu nữa là lại phạt đồ, rất là phiền phức. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Còn ví dụ như mình đi vô đường cao tốc mình chạy á, thì nó cũng khá là đơn giản thôi, các bạn cứ chú ý là mình cứ chạy từ 80 tới 120, nhưng mà thường thường thì mình cứ chạy khoảng giữa 90% là được rồi. Và nó sẽ có những cái đoạn mình ta quy định về cái tốc độ nữa, thì mình chú ý mình chạy nó khỏe hơn đường ngoài rất là nhiều ha. Ví dụ như các bạn mà chạy quốc lộ 1 ở đường ngoài chẳng hạn đi, thì ngoài cái vấn đề là mình canh xe rồi mình còn phải canh cái giải phân cách nữa, tại vì các bạn sẽ chạy cái làn trong cùng trong giải phân cách bên tay trái, nếu như mà sơ ý tí xíu không canh chính xác là có nguy cơ chạm vô cái giải phân cách rất là cao, còn không thì là sẽ cán vạch ở mé bên tay phải của mình đó. Cái đường ngoài đường 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 quốc lộ, thứ nhất là đường xấu, thứ hai là cái vạch của nó nhỏ nhỏ sao á, chạy canh rất là khó. Còn vô cao tốc thì cái vạch của nó mình chạy nằm giữa rất là khỏe, mà chạy nhanh lắm các bạn, mà từ dưới Bến Tre mình lên trên thành phố là tầm khoảng có 1 tiếng rưỡi tầm có 1 tiếng rưỡi, xong rồi bò bò lết lết từ ở ngoài Võ Văn Kiệt đi vô đường Bát Tơ. Tại vì mình mới chạy á, cho nên là mình sẽ kiếm những con đường nào mà nó dễ chạy dễ làm quen thì mình tập từ từ, chứ không phải tự nhiên mà mới mới chạy nhảy thẳng vô trong cái đường mà đông đúc hay là bùng binh đồ nhiều á, chạy rất là khó ha. Cho nên là mình lựa những con đường mà nó ít bùng binh mình chạy, để cho nó quen cái tay lái ở trong thành phố đi. Thành phố ví dụ như mình vô những cái ví dụ trung tâm đồ đó thì nó đông người, còn ví dụ như ngoài những Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Cộng Hòa đồ thì nói chung nó cũng tương đối, cũng khá là dễ chạy, khu mà sân bay đồ thì làng nào cũng ra làng đó rồi thì nó cũng dễ chịu hơn. Ở như các bạn thấy là ở ngay chỗ này á, là người ta không có cấm đậu nè, thì mình cứ đậu thoải mái không có vấn đề gì, nhưng mà ở đây nó có cái cửa nhà người ta nè, bên đây mình không có cửa nhà thì mình đậu nép nép ra cái cửa người ta. Thường thường thì đậu vô cửa nhà người ta thì nó phiền lắm, ví dụ như mình xin phép rồi không sao, mà tự nhiên mình xe lạ mình vô mình đậu thì không có được tốt cho lắm. Cái vấn đề đậu xe này là nó có nhiều cái cũng rất là phức tạp đó các bạn. Còn ví dụ như á mình xuống dưới Bến Tre là cái đường mà vô nhà vợ mình là nó là đường đan đó, rất là nhỏ. Rất tiếc là mình chạy xe cho nên là bữa nay buổi tối á, mình đi về buổi tối nên là không có quay cho các bạn xem cái cách mà để mình chạy vô đường hẹp rồi mình ve như thế nào đó. Nếu như mà những cái bạn nào mà mới chạy mà cảm thấy mà mình vô cái chỗ mà hẹp quá mà dễ hoài em được á, thì các bạn tắt máy xuống xong rồi dòm xung quanh vòng vòng đồ rồi mình mới bắt đầu mình lên xe mình chạy thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn nếu như mà các bạn cứ ngồi trên xe mà cứ xoay qua xoay lại hoài á, là thế nào tí nó cũng trúng ở đằng sau bên hông hoặc đằng trước, nó rất là khó chịu. Mình xuống mình canh mình nhắm thử coi là bây giờ mình sẽ đánh lái về bên nào rồi chạy bao nhiêu. Cái đó là tại vì mình không có rành, với lại cái chỗ đó mình cũng lạ nữa, mình tài xế mới mình đâu có canh chuẩn được đó, thì có hướng dẫn với các bạn sơ sơ như vậy. Còn về lái xe hơi thì cũng rất là dễ,
Ví dụ như mà các bạn mà muốn qua đường á, chạy xe hơi đường phố thì mình thấy nó cũng ok lắm. Dù các bạn muốn qua đường thì các bạn xi nhan từ xa rồi mình đánh vô từ từ, thì mình để ý chú ý kiến chiếu hậu mấy bên tay phải của mình á, coi coi là xe người ta làm sao, người ta nếu mình ta nhường mình cứ qua từ từ thôi. Mình chạy không quen thì mình qua chậm chậm, còn mình chạy quen rồi mình qua nó ok hơn. Còn cái vấn đề mà quay đầu, quanh đầu ở trong thành phố nè, hồi nãy chiếc xe màu đen này nè, à, nó ghép ở giữa chiếc xe chở gạch này chứ đàn sao nữa, vậy mà nó vô nó nằm ngang rất là hay. Ở trong cái bài thi của bạn B2 thì bây giờ nó lại có thêm một cái phần đó là chạy ghép xe ngang. Hồi xưa thì học không có cái này, hồi xưa chỉ học là che xe vô bãi thôi chứ không có học ghép xe ngang, nhưng mà bây giờ nó lại có thêm cái phần đó nữa. Thành thử ra là mình chưa học được cái bài đó cho nên là bây giờ chạy nó cũng không có được quen lắm. À, tốc độ ở trong thành phố thì chạy nói chung thì cứ chạy khoảng tầm số 3, số 4 thôi. Còn thường thì chạy số 4 thì nó hơi bị giật giật á, cho nên là mình phải chú ý. Còn về cái vấn đề mà đậu xe đó thì nếu mà ok đó, thì các bạn bấm cái kiến gập vô thì nó sẽ tốt hơn ha. Còn mình ngồi trên xe vậy thì mình có thể vẫn để được cái kiến vậy để mình quan sát ở ngoài. Rồi không ạ. Có công an kìa. Trời xanh giấy luôn các bạn. Tự nhiên vô thấy chạy vô vòng 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 vãi thiệt chứ, trời ghê thiệt, không biết chạy vô dưới bắc am đó không biết nữa. Nè như các bạn thấy là đó cái xe này nè, đó nó ghép ngang nè, hay ghê. Nếu mà thấy thấy thì nó khá là đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình không quen á là mình ghép sao là quất vô cái đít xe của người ta là mệt luôn. Với lại là cái khoảng cách đó các bạn thấy không, đó nó dè sát vô cái khoảng cách luôn kìa, hay ghê chưa. Chừng nào mà làm được giống vậy thì lúc đó là chạy xe mới ok. Thì view list của mình thì nói về cái vấn đề mà trải nghiệm của hôm nay, đi đường cao tốc với lại đường hỗn hợp rồi vô thành phố. Cảm ơn với các bạn, thì mai mốt mình có những cái trải nghiệm nào khác về ô tô cũng như là hướng dẫn cho những cái bạn mà mới chạy á, thì mình sẽ làm view list tiếp ha. Tại vì bản thân của mình đó là mới chạy xe, mình cũng nghiên cứu rất là nhiều những video clip mà người ta hướng dẫn chạy xe trên YouTube á, thì mình mới có những cái kinh nghiệm của bản thân mình, rồi khi mình chạy mình áp dụng thì thấy rất là ok. Nhưng mà nó vẫn chưa có đủ cho nên là cái nào còn thiếu thì mình cũng làm để cho các bạn có thể là học lái á, thì mình ra đường mình chạy nó sẽ an toàn hơn, cũng như là mình sẽ tự tin hơn khi mà các bạn mà cầm lái xe đó. Trong tư tưởng của các bạn cũng phải là bình tĩnh, mình không có sợ gì hết. Nếu như mà mình sợ là mình chạy không được đó, mình có thể là mình chậm hơn người ta một tí xíu nhưng mà mình đừng có bao giờ mình sợ hết thì mình sẽ chạy được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.